Ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Hung thủ đã sát hại hai vợ chồng ở thành phố Hưng Yên vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Liên quan đến vụ án này, ngày 14 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo Đinh Công Tráng về tội giết người và trộm cắp tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đinh Công Tráng có đơn kháng cáo xin giảm án. Theo các trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018, Đinh Công Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên để trộm cắp tài sản. Khi chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, Đinh Công Tráng đã bị vợ chồng anh chồng phát hiện. Trắng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa, hậu quả làm vợ chồng nạn nhân tử vong. Hành vi của Đinh Công Trắng đã bị truy tố về tội giết người quy định tại điểm A và điểm N khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa lần này, hội đồng xét xử giữ nguyên mức án tử hình Đinh Công Trắng về tội giết người, 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung của hai tội là tử hình.